Hello, xin chào tất cả mọi người, và mình là Yuli Tiêu Cảnh. Và ngày hôm nay bên mình tiếp tục hoàn thiện thêm một mẫu nuôi cá gùi nữa nha mọi người. Hồi sáng này mình có giao một chiếc bể hồ nuôi cá gùi cho anh khách rồi. Mình vừa thả một bầy cá jumbo vô nè, với một bầy cá phướng, là tổng cộng là bầy này 20 con. Để vô nhìn là rất là dễ thương luôn. Và thêm hai bé gùa nữa đã lên đây phơi nắng rồi. Tí xíu mình sẽ quay cận cảnh cái hồ này cho các bạn coi. Hồ này là kích thước 50, kích thước là chiều dài là 50 nha mọi người. Là khi các bạn làm về mệt mỏi nhìn rất là thư giãn luôn, giống như một khu rừng hệ sinh thái thu nhỏ nha mọi người. Các bạn có thể nuôi được thêm là ốc, mấy con ốc táo nhỏ nè, tôm tép hay cua mini đều được hết. Và trong đây mình có bỏ thêm một con châu chấu trong đây nữa. Bạn nhìn giống như là một khu rừng hệ sinh thái thu nhỏ. Các bạn thích cái con nào thì các bạn mua vô thêm cũng được. Mình có nuôi thêm một con khủng long luôn nha mọi người. Đó, con này bắt ở thời tiền sử về đó, nó không có nhúc nhích được. Và bên mình có nhận order kích thước lớn nhỏ theo cầu luôn nha mọi người. Bạn nào có thích những mẫu hồ nuôi cá gùa, mẫu layout Phật giáo, Công giáo thể liên hệ cho bên mình. Yuli Tiêu Cảnh biến sở thích của bạn thành sự thật. Thank you.